Xin chào các bác, ngày hôm nay bên cửa hàng đồng hồ Quang Lâm sẽ trên tay với các bác một chiếc của Seiko Chiếc này có tên là Seiko Prospect LX Line Spring Drive uh, Limited Edition SBDB 039 Vậy thì với giá mới là 150 triệu để mua một chiếc Seiko Thì chiếc này có gì? Em sẽ mời các bác cùng em bóc hộp và trên tay chiếc này nhé Chiếc này của chúng ta là hàng full box và nó mới mua được uh, mấy tháng thôi. Và chiếc này thì bên em về theo đơn đặt hàng của một bác khách hàng của bên em. Thì chiếc này của chúng ta vẫn đầy đủ hộp. Có cả hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng máy của chiếc này là 5R65. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh đó là thẻ bảo hành nội địa là Nihon Kokunai no Miyuko là chỉ có hiệu lực tại Nhật thôi. Chiếc này có mã của nó là SBDB039 và số thế tự thứ tự của nó là 371 trên 500. Được bán ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2021. Đây cũng là cái thẻ bảo hành. Cái này là Hoso Encho Cát Độ tức là thẻ kéo dài thời gian bảo hành. Tức là khi mà họ bỏ thêm tiền để mua các cái gói bảo hành của cửa hàng thì chiếc này nó sẽ được kéo dài thêm thời gian bảo hành thì cái này nó là thẻ bảo hành của cửa hàng và cũng là mã SBDP 039. Cái này được bán ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 bởi một cửa hàng tên là Seiko Boutique ở Tokyo các ở Kyoto các bác nhé ở Kyoto. thì đây là cái hộp bên trong của nó đây. Chiếc này của chúng ta nó có thêm một cái bộ dây cao su Bộ dây cao su Và dây này thì chưa qua sử dụng Vẫn còn nguyên các cái siêu ba cái mắt thừa các bác nhé còn ba mắt thừa và đây là cái đồng hồ chính của chúng ta một cái hộp rất là xịn sò của dòng Seco Prospect dòng lặn Chiếc này của ta chúng ta có tên chính xác là Seco Prospect LX Live Spring Drive Limited Edition Koke Bozu Green SVDB 039 Khá là đẹp Mặt đều màu xanh Hiện tại thì đang được coi là Cạnh tranh cùng với lại dòng Rolex Hoop Của Thụy Sĩ Về mặt kích thước Chúng ta sẽ có đường kính của chiếc này là size Size của nó là size 44,6 các bác nhé Tương đương với 45 Dày là 15,8 Lắc to lắc của cái này là 50 Với size 45 này thì nó sẽ phù hợp với các bác có cổ tay to Tầm 17 trở lên là chúng ta đeo dòng này rất đẹp Và cái này nó làm bằng full titanium Nếu mà sau thay dây da cho chiếc này thì nó sẽ là dây 22 Và cuối này sẽ là dây 20 và với trọng lượng là 162 g theo thông báo của Seiko. Nó cũng khá là nhẹ nhàng. Chiếc SBDB039 này nó có một màu xanh rất đẹp. Nó phỏng theo màu xanh của một khu rừng ở dưới đáy hồ Scanes ở Antarctica ở Nam Cực. Theo tài liệu của Seiko thì cái cái hồ này nó cách trạm Showa tức là cái trạm nghiên cứu cũng như là cái dấu mốc mà người Nhật đã đặt chân tới Nam Cực khoảng 55 km và tại khu vực này thì các nhà thám hiểm của Nhật họ đã tìm thấy một khu rừng bí ẩn được hình thành qua hàng nhiều thế kỷ và nằm ở dưới đáy của hồ Skarnes ở Nam Cực. Nó là các cái thảm thảm rêu và cây ở dưới đáy hồ và dựa trên cái này nó được thiết kế để phỏng theo màu xanh của đáy hồ đó. Về thiết kế thì nó dựa trên cái dòng diver Năm 1968 của Seiko đấy là cái dòng lặn đầu tiên với độ chịu nước khoảng 300 mét nước và tần số dao động cao. Thì cái SBDB-039 này nó là sản phẩm kế thừa những cái người tiền nhiệm trước của nó. Dòng này thì nó được trang bị Lumibrite một loại dạ quang tương đối sáng để chúng ta có thể quan sát kỹ trong ban đêm hoặc là những cái khu vực thiếu ánh sáng hoặc là ở dưới đáy hồ khi mà chúng ta lặn các bác có thể thấy dạ quang được uh, seiko trang bị trên kim giờ kim phút kim dây và 12 bộ cọc số này trên uh, vành bên ở bên ngoài cũng có dạ quang đó dạ quang rất là sáng đây là dạ quang vào buổi tối các bác nhé rất sáng luôn Mặt đây của chiếc này nó có một cái vân uh, rất là đẹp ở trong mặt tay của nó các bác có thể nhìn Vân này nó giống như những cái thảm cỏ ở dưới đáy hồ Ở góc 12 giờ có logo của Seiko và sang đến góc 3 giờ chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày Với nền uh, trắng và chữ đen Xuống đến dưới góc 6 giờ này chúng ta có chữ Spring Drive, chữ Professional 300m nước và đến góc 7 giờ đây chúng ta có một cái ô hiển thị kim năng lượng. Và bên ngoài này chúng ta có một vành bên sen chúng ta có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ. Xuống đến góc 4 giờ này là một cái núm có khía cạnh và nó làm khá là to để chúng ta khi mà lặn thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng găng tay để chúng ta có thể vặn để hiệu chỉnh. mặt kính sapphire nguyên khối các bác nhé. Nhìn nó khá là hầm hố và thiết kế rất là đẹp. Về máy của chiếc này thì chúng ta thấy Seiko họ có trang bị cho nó dòng máy 5R65. Một bộ máy Spring Drive. Bộ máy 5R65 thì nó có khoảng 30 chân kính. Với tần số dao động là 32.786 trên 1 giờ. Ở đây thì chúng ta sẽ có Ở bên trong nó sẽ có một cái bánh xe xoay liên tục theo một chiều Và nó cũng có sử dụng rotor to với độ sai số chỉ khoảng cộng trừ nửa giây Mỗi ngày đó Rất là chính xác Và với bộ máy 5 giờ 65 Spring Drive có 72 giờ tích cót Và 30 chân kính anh em nhé Đầy đủ các chức năng là có hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ Thì khi chúng ta vặn cót tay là các bác phải vặn cái núm này ra nó và chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ Thì chỉ khoảng 10 giây thôi là nó sẽ tích cót đầy khoảng 1 tiếng À 72 tiếng Và dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ Và khi dùng xong thì anh em nhớ vặn cái này vào Chỉ mất khoảng 10 giây để có thể vặn đầy cót cho 72 tiếng với thời lượng tích chữ cót là 72 tiếng thì rất là yên tâm khi chúng ta sử dụng trong thời gian không sử dụng trong thời gian dài. Spring Drive nó là tên là một cái sáng chế của Seco kết hợp giữa năng lượng sinh ra từ bộ máy cơ học, bộ máy cơ kết hợp cùng với lại hệ thống điều chỉnh dao động bằng công nghệ điện tử của Seco và nó tuyệt đối nó không sinh ra tiếng động gì cả. Bình thường đồng hồ cơ của chúng ta là nó sẽ có cái tiếng tích tắc tích tắc tích tắc đấy. Nhưng mà trên dòng đột Spring Drive thì nó sẽ không có tiếng kêu, tuyệt đối không. Và trên đồng hồ cơ của chúng ta thì sử dụng dây cót và dự trữ năng lượng trong bộ cót phải không ạ? Và chúng ta có sử dụng bánh giữ nhịp, có sử dụng uh, Belt and wheel tức là bánh xe cân bằng. Rồi các cái bánh răng nhỏ đều điều chỉnh chuyển động. Nhưng mà trên cái dòng spring drive này thì nó sử dụng một bộ điều chỉnh điện tử. Thế cho nên là nó 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 cái năng lượng của dòng này nó được lấy từ bộ dây cót giống như đồng hồ cơ và sau đó được truyền qua một hệ thống bánh răng giống như đồng hồ cơ nhưng mà khác nhau ở một chút là ở vị trí bộ thoát thay vì một bánh xe cân bằng dao động tạo nhịp như ở đồng hồ cơ bình thường thì ở đây nó là một bánh xe xoay liên tục theo một chiều và SECO gọi cái dòng này nó là bánh rotor rotor này nó khác so với lại cái bánh đà rotor mà chúng ta hay nhìn thấy ở đằng sau của bộ máy cơ bình thường và spring drive được đánh giá là bộ máy tốt nhất khi mà nó kết hợp giữa đồng hồ cơ và cái bộ điều chỉnh điện tử khiến cho đồng hồ của chúng ta nó chính xác hơn rất nhiều. Nó không sử dụng bánh Balloon Wheel nữa mà thay vào đó là sử dụng công nghệ điện tử để tinh chỉnh cho nó chính xác hơn. Và nên là chính vì thế mà độ máy Spring Drive nó cực kỳ phức tạp. Đồng hồ này của Seiko nó có ở phiên bản 3 kim một lịch này nó có khoảng hơn 200 bộ phận để cấu thành nên một bộ máy. Và anh em có thể quan sát bộ kim dây của nó chạy cực kỳ mượt và hoàn hảo. Bởi vì cái rotor nó chỉ quay theo một hướng Nó không di chuyển qua lại như bánh xe cân bằng thông thường Cho nên là nó sẽ không cần phải bôi trơn Cho nên kim nó không bị tác động gì về độ dầu cả Bên cạnh đó là những bộ phận điện tử Nó không có chứa chất hóa học, không có pin Cho nên nó cũng không bị ăn mòn theo thời gian và với video do trên thì một chiếc đồng hồ Spring Drive của Seiko có tuổi thọ nó cực kỳ cao, nó bền hơn đồng hồ cơ bình thường. Chính vì vậy mà giá nó mới đắt. Ở đây thì chúng ta có thông số mặt sau của dòng này Rất tiếc là cái này nó là đáy kín cho nên chúng ta không nhìn thấy bộ máy ở bên trong Nhưng mà hầu hết các thông số thì Seiko cũng có niêm yết ở đằng sau Như 5 giờ 65 này Titanium này, Made in Japan Ở đây chúng ta sẽ có là Diver Watt 300m Seiko này, Made in Japan này, Limited Edition cái này có số thứ tự là 371 trên 500. Trước đây đồng hồ quang lập cũng đã có trên tay một chiếc như thế này. Cái đấy nó là chiếc 069 trên 500. Và phần vỏ và phần dây thì đều được làm bằng hợp kim titanium. Full titanium hết các bác nhé. Nên là nó cũng khá là nhẹ nhàng mặc dù đồng hồ nhìn nó rất là to và hầm hố. Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay để anh em cùng ướm. Chiếc này nó sẽ phù hợp cho những anh em có cổ tay to một chút tầm 17 trở lên thì chúng ta đeo dòng này rất đẹp Như cổ tay em 16.5 Em đeo thì nó hơi to so với lại cổ tay Đó. Mắt thừa vẫn còn 3 chiếc 3 mắt ở trong hộp các bác nhé Mức giá chính thức của chiếc SPDB039 này của Seiko Nó niêm yết với mức giá khoảng hơn 6.000 đô Với phiên bản giới hạn 500 chiếc này Và tức là 6.000 đô nó sẽ tương đương với khoảng 69 693.000 Yên là khoảng 150 triệu, hơn 150 triệu tiền Việt Nam Và tại Nhật thì hiện tại chúng ta có thể mua mới SBDB 039 này tại Store ở Ginza của Seiko Boutique với đầy đủ các chế độ trả bằng thẻ tín dụng hoặc trả góp ở Tokyo, ở Ginza Còn các bác có thể nếu các bác muốn mua tiết kiệm hơn thì có thể liên hệ với bên, bên đồng hồ Quang Lâm để nghiên cứu những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng lướt như thế này Cái này là cực kỳ lướt luôn đó. Rất đẹp Nó chỉ có mỗi một cái xước nhỏ ở đây thôi Giá thì nó hơi đắt Khi mà không có gì ngạc nhiên Khi mà Seiko sử dụng công nghệ Spring Drive Một trong số những cái công nghệ Chế tác đồng hồ tiên tiến nhất của Seiko hiện nay Và chúng ta thường thấy ở Trên dòng Grand Seiko và Seiko mất rất nhiều thời gian và tiền bạc Để sản xuất ra bộ máy Spring Drive này Đây chúng ta hay thấy nó trên dòng Grand Seiko cao cấp Hiện tại thì chiếc này của bên Quang Lâm có giá bán tham khảo là hơn 100 triệu một chút. Thì các bác có muốn biết giá chi tiết thì có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần mô tả của video. Hoặc truy cập vào website lâm com để các bác có thể trách được giá của chiếc này. Với những thông tin bên trên thì Quang Lâm xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.